tổng này. Wow, anh em ơi. Wow, cá to. Hàng rồi. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Này đánh lục sao bờ anh em ơi. Lâu lắm này em không chơi lục sao bờ, toàn chơi đầu cần thôi. Hôm nay quyết định đánh sao bờ bắt cá to này. Chỉ có sao bờ bắt được cá to, đánh đầu cần thì cá nhiều mà đa phần là thu phi cuốn hổ. Này chơi hẳn quả sao bờ cho nó máu. Trời hôm nay nắng cực kỳ đẹp luôn. Này em chơi hẳn một ổ mồi to bự này. Nắng này nên đặt hàng anh em xem không, đi câu chung là nói chung là đi câu nó hên xui là chính các bạn. Ăn may được khoảng đôi con chép bự bự là em có video đẹp rồi. Nhưng đi câu nó may mắn là cái thứ yếu đấy. Cần máy em thì nội câu về vẫn còn vất, không tháo ra lau chùi, hôm nay câu luôn. Đó. Được rồi, mấy hôm nghỉ mà thời tiết nó chán quá, đi câu này nắng ấm này. Nắng ấm thì mong lên cái hàng ngon ngon. Đợt này nó chưa phải là đợt câu cá chép các bác nhá. Cá chép mà gần cái độ mùa mưa đấy, mưa rào các bạn. Đi câu cá chép nên phê, còn đợt này thì chưa. Này anh em đi đánh thì đa phần là hay gặp rô phi, mà bây giờ rô phi nó nhiều lắm. Đánh đâu cũng gặp rô phi. Muốn tránh không tránh được. Đôi khi có cả lau kiếng cuốn ổ. Rồi. Đánh xa bờ nào. Thôi em cắt đoạn video này các bạn nhé. Để em ráp đồ xong này em đi đổ mồi đã. Đây, cắt em cắt cái đoạn này, giờ em đi đổ mồi á. Thảo thằng ngon này nè, giờ em ra thêm mấy cần đơn đánh ở gần bờ bắt ít vô phi, chẳng may câu xa bờ mó mình phải kiếm ít vô phi. Nói chung là biết câu cũng nhiều hôm mình đánh xa bờ nó móm ấy, giờ ít vô phi mong về đó. May mắn lắm thì mới nên được phải em chép. Hôm nay trời ấm ấm mới không ngon lắm. Câu nói chung là cái chỗ nào nó phải yên tĩnh thì câu này nó hay được cá to. Chỗ nào mà các bác đi câu nó động thì thuyền bè chạy nhiều, ít khi có cá to. Động hết luôn. Người còn kinh nó hết cả. Mồi của em dẻo lắm, bóp phát ok ngay. Đó, đánh rô phi các bác nhé. Đánh gần bờ thì hay được rô phi nhưng mà ngày mai vẫn là chép. Nước này nó trôi quá. Anh em nhìn nước trôi quá. Tắt một hơi. Tổng này. Quá các. Anh em ơi. Quá cá to. Hàng rồi. Hàng. Ôi giời. Ôi chết giời ơi. Trôi anh em ạ, cá trôi. Ôi cái móng ngựa của em nóng thế mà. Này. Ôi. Tí thế các bác ơi, cá trôi. Bong, không biết nó đóng mà đâu của nó, bong này đóng phát này. Ê, không phải đổ lưỡi nữa nhá. Lưỡi móng ngựa đóng không thể trượt được, nó đóng ở đâu ấy. Bóng bục có phao này. Kì. Này không phải đổ lưỡi nữa rồi. Cá này nó hên thôi. Ủa con chuôi bác thấy đẹp phao quả đẹp không? Mút phát xuống kéo đóng ngay. Dã man thật đấy. Đóng hàng được chuôi nhưng mà nay đen quá bong anh em ạ. Bảo anh em ra clip hay anh em xem là cứ bóng này nó chết dở không ý.
Đúng, em nhìn được hình của nó rồi nên là đúng con trôi. Đúng trôi luôn, không mẹ. Câu xa bờ đi. Hay là cá to. Xa bờ hay là cá to anh em ạ. Đánh cậu nó bó mồi đây. Ê quá. Hôm nay nước nó hơi chảy đánh đục cũng khó các bạn. Đó. Ô, hà hà. À nhà con này to bự. À con này bự lắm. Chà, ui, hai con anh em ạ. Ui, hai chú. Hay giờ đóng thế này thì nhanh lắm. Đóng thế này thì nhanh đầy giỏ lắm các bác ơi. Lên lên. Anh em nhìn thấy dã man nha. Hai con này cứ mỗi phát đuôi con này nhanh đầy giỏ lắm. À, to của nó không phải nhỏ đâu nha. Sấp đôi, 50. Được của nó đây các bạn. Kìa, hai con kéo chẹo vào lưỡi anh em. Kéo một phát rẹt phát em thấy nặng tay bỏ quả này chắc là có bự rồi. Ai ngờ lên hai con. Ai ngờ đâu lại lên được hai em. Mút luôn. Anh em nhìn nó mút luôn nhá. Bút luôn chạy đâu. Ui các bác này, tưởng hàng cơ. Em tưởng là cáo to kéo lặng trịch tay, hóa ra hàng hai em một chỗ. Ôi giời, đẹp chưa? Đi câu cá bằng cần câu lục thế này nó mình nhanh đầy dọ này anh em này. Wow, phê. Một chùm hai em. Dậy với chúng tôi này. Này thì dậy với chúng tôi này. Quá đẹp. Chẹo hết cả lưỡi, sợ thật đấy. Nhiều bác xem video của em xong chắc là cũng về vứt hết đồ đi mua bộ cần câu lục đấy. Câu cái này nó phê lắm. Cảm giác nó thôi.
cảm xúc dâng trào. Cống hết cả lưỡi. Dã mà đóng hai con chẹo cả lưỡi. Lục nạc nào. Tín hiệu đấy. Con này khả năng to quá, bập mạnh nhỉ, con này khả năng to này. Nhìn ăn mạnh nó phải đè được quả phao xuống, con này cũng nó khá của nó đấy. Đóng ngay. Đấy, biệt ngay mà. Biệt ngay mà con, khá đấy. Đấy mới là đẳng cấp câu lục này con. Đây, các bác nhìn đẳng cấp câu lục của em chưa? Đấy gọi đẳng cấp câu lục lại. Hai con to bằng tay luôn. Câu cái này nó mới nhanh các bác ạ. Ủa đáng xấu quá. Để to nhất. Ôi giời. Ôi giời ơi. Đó anh em mình con này chứ. Ây, chết chết. Cứ bình tĩnh thôi. Đó anh em mình con này chưa. Dã man chưa. Rồi về các bác em. Bỏ câu đơn này đi câu lục mấy em. Quá đã luôn, coi nhìn cái phao đè đẹp phát nào quảng luôn. Máy của em nó hơi bị lỏng ở chân. Oh, wow, wow. Ngày ngày đẹp trời nên hàng bự. Chọc chẹo. Cứ đóng cá to cái nào, cái này nó vẹo hết cả đi này. Đóng cá to tí nó vẹo hết cả hình tượng.
chưa? Chạy làm sao? Quá. Cá bự, cá bự, cá bự quá này. Wow. Siêu phẩm đây rồi anh em ạ. Rồi, anh em mình siêu phẩm chưa? Bự chưa? Ôi. Bự. À nhà con này. Ô, thôi 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 thôi. Đây đây là siêu phẩm này các bạn ạ. Đó. To tròn béo bự quá ngon luôn. Phê tên này phê. Mút đấy. Các bạn nhìn cá nó mút mồi chưa? Đóng luôn nhẹ nhàng tình cá. Bay mặt nước của chúng tôi mà phát được à? Con này như kiểu như là muốn làm cá trôi bay mặt nước để thoát đấy, nhưng mà thoát làm sao được. Mình nghĩ con nào cũng thoát được á. Ôi xe, lại mấy em hàng nữa. Ngay à, nó bự này bự. Wow. Wow, wow, con này to chưa anh em này? Quá đã luôn. Bóng móc hẳn một sợ. Quá phê, quá phê.
tông luôn, mất gỡ. Rô phít. Ôi, các bác nhìn mồm này làm sao này. Con này chắc là trước cũng bị con gì nó cắn mất cả mồm, mày sợ chưa? Nhưng mà tươi ngon, thịt trắng. Thịt trắng là ngon rồi. Thịt trắng là ngon. Đồ phi dị dạng này. Công nhận này móng ngựa đóng tốt anh em ạ, đóng nó thêm nó khô không bị cùn đầu nữa ấy. Đóng không bị cùn đầu nữa. Đóng chưa? Địch ngay. Chạy đâu chúng tôi? À, rô phi nhưng mà to. Rô phi nhưng mà to. Rô nhưng mà to anh em. Vào chua. Đánh xa bờ thì thoảng gặp rô phi, nhưng mà xác suất là cá sẽ to hơn là đánh gần bờ nhiều. Tành thật đấy, giống này, nên móc máu ra tành thế. Làm con chối nữa à. Mất hình. Mất hình, mất hình. Rồ 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 phi rồ phi. Rồ phi xịn. Đóng lên ngay không dậy được luôn. Cứng đơ người. Dậy em chúng tôi. Đóng này. Ui. Ui, trượt mất này các bạn ơi. Khó thế mà trượt này. Đi đây.
chóng chưa, chạy làm sao quá. Cá bự, cá bự, cá bự quá rồi. Wow. Anh em khá của nó đấy, không phải đóng vừa đâu, nhìn ngon chưa, đóng sợ thật đấy, lưỡi sắc đóng cá kinh, quá phê, quá phê các bạn. Đây là hết cái đê, thế cái đống ủ mồi này em về đây, thế cái mồi bóng mồi em về đây các bạn. Cá giờ cắn mạnh lắm mà hết đây, xử cái đống bóng mồi này. Còn cái tí mồi cuối đây. Cầu phê quá. Mồi cuối em làm cái mồi to to em được con chép không nào. Này được con trôi này tạch mất. Đau thật. Được con trôi tạch mất các bạn. Mồi cuối thôi là về. Mùa cuối bao giờ cũng bắt được cá to, giờ lên được con chép thì đẹp. Mấy nay nhiều anh em trên hội nên là chép quá rồi mà em chưa lên được chép, em bực lắm rồi đấy. Các bác cứ lên chép, chép vào ấm thế mà em ạ. Mặc 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 mặc. Em chưa lên được chép làm hơi bực mình đấy. Chép đi nào. Mất hình đi, đóng. Bự 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 nhá mày. Ui giật giật giật. Hết tiếc là cục phi. Cái phi đồ nó móc lắm thế. À. Rất tiếc phi quá. Mình cái cũng bự. Hóng ra cả điện thoại của em. Anh em này, còn cuối là rô phi đây. Rô phi nhộng to phết. Kinh thật. Con này nó ăn bụng, bụng nó đầy luôn một cái bụng. Cứng bụng luôn đây này. Quá nó béo, thôi em về đây quá. Này cầu giật cháy thông lách. Giật lục mà giật nghĩa địa này. Mệt lắm à. Về thôi, về thôi. Quá là đã luôn em rồi. Thành quả của em đây các bác xem. Ăn quá, quá. Quả của em các bác xem này. Ai một đúng hàng. Quá đã. Này nói chung là trượt mất em trôi các bạn. Này hơi phí. Được cái này cũng ok. Thôi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Về đây. Đến cơm cháo đó.